kita thông đồng với tất cả mọi người là đến đây hết rồi. Kita udah rencana ini tuh setahun yang lalu guys. Jadi aku tuh udah mau kasih kejutan gitu buat Datvila. Dan apa namanya, aku prank dulu. Jadi dia waktu dia tidur tuh aku sama Bunda, sama Bunda Vivi, sama Bunda Amerika ini. Terus aku ngajak Haipong. Haipong itu baru tahu guys kalau mau aku kasih surprise. Itu udah akhir, apa namanya, udah berlalu-lalu gitu ya Cong ya. Begini. Udah nah, berlalu gitu guys. Dua tahun. Kalau aku live terus aku ngomong soal surprise kayak gitu, nanti nggak jadi ini. Jadi aku nggak percaya sama mulut netizen, kan diterjemahkan terus dibikin PT kan jadi nggak spesial gitu. Jadi hari ini anti TikTok tuh kamu jauh. Do, anti TikTok. Pelan-pelan ya. Có nghĩa là vợ em đưa em ấy là ăn cơm TikTok nhưng mà lại đưa tiền mấy dặn Hải Phong là với cả Bunda Fifi là đi mua quà sinh nhật cho em. Đấy. Mua xong cả là... bóng về thổi. Mua cả bóng biết các thứ về thổi. Hải Phong thổi cả buổi chiều. Thổi rát mồm luôn. Đấy. Thì là xong là vợ em cứ ở phòng giả vờ kiểu dỗ cho em ngủ ấy. Thế là em ngủ mất lúc nào không biết. Thế là xong hắn chuồn đi. Chuồn lên xem Hải Phong làm sinh nhật cho em trên này. Bìm thật. Ở Hải Phong cũng ngu ngơ như kiểu không biết gì. Lừa cả mình, điều thật. Chả dễ kìa, em mà nói ra thì lộ chết.